Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Cường để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai ha. Dáng đẹp đấy, đẹp luôn. Giá cũng đẹp luôn. À, giá thì ghi sẵn rồi ha. Chào anh. Chào anh. Chào tất cả anh em. Thì nay em có một số cây mai để giao lưu với anh em. Anh em xem tham khảo ha. Cái nào dữ thì alo em. Số điện thoại để màn hình nha anh em. Rồi, cũng là hình thức là bác ship toàn quốc ha. Dạ, bác ship hết anh. Rồi, mã số 1 kìa. 70. Tay cành chi đẹp quá ha. Rồi, quanh luôn anh. Quanh 22 anh. Rồi, để đây quý vị. Rồi, giá luôn như đây anh. 1 triệu anh. Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo, số 2. Cao luôn. Cao 70 anh. Rồi, xây xây luôn. À. Rồi, quanh luôn anh. 26 anh. Rồi, 26 ở dưới nghĩa đế đế nha. Đấy, cổng to cũng đều đây. Rồi, giao luôn như đây anh. 1 triệu rưỡi anh. Rồi, 1,5 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Mã số tiếp theo, số 3. Số 3, cao. Chiều cao 50. Rồi, xe xây luôn. Rồi, quanh luôn anh. Em này nó chưa đổ được ha. Đổ được anh ha. Rồi. Để cho nó đổ luôn. 23 hoành anh. Rồi. 22 hoành đi. Xây xây nè. Rồi, báo giá luôn anh. 1 triệu 2 anh. Rồi, 1 triệu 2. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo, số 4. Rồi, chiều cao em nó. 75. 75 cao. Rồi, hoành luôn anh. Vô. Nhân lắc đẹp ha, cụ đế em nào còn đấy. To to không có gì, rất lực ha. Đây, rất là 25 hoành anh. Rồi, giao luôn như đây anh. 1 triệu 3 anh. 1 triệu 3 có gì. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp luôn. Mã số 5, cao. Cao 75. Rồi, 75 cao. Tay cành cũng đều luôn. Rồi, hoành luôn anh. Rồi, hoành. Hoành 26 anh. Rồi, xe xe luôn. Để đây quý vị. Rồi, giao luôn như đây anh. 1 triệu 7 anh. Rồi, 1 triệu 7. Rồi, xuống cây. 1 triệu 1 hả? Thôi, 1 triệu 1 anh. 1 triệu 1 nha. Tại nó đây em đọc nhầm số. Rồi, số 1 chứ số 7. Cây số 5, 1 triệu 1. Nhắc rồi, lại 1 cho anh em nhé. 80. Rồi, mã số 6. Cao 80. Rồi, hoành luôn anh. Hoành 22 anh. Rồi, xe xây luôn. Đấy quý vị. Đấy, cũng đẹp đây ha. Đất cũng viên viên nè. Rồi, giao luôn như đây anh. 1 triệu anh. Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Số 7. Bạn đang lo ra. 35. Rồi, xe xây luôn. Rồi, vô hoành luôn anh trai. 22 hoành anh. Rồi, xe xây luôn. Rồi, vô luôn như đây anh. 1 triệu 1 anh. Rồi, cái này là 1 thiệt nè. Dạ. Còn kia nãy thì nhìn số nhầm, là lão. Nhầm. Rồi, xuống cây. Rồi, lên số 8 luôn. Sáu mươi. Rồi, cao 60. Rồi, quanh luôn đi anh. 19 quanh à. Rồi, xây xây luôn. Để luôn quý vị. Rồi, luôn như đây anh. 800 ngàn anh. 800, rồi, xuống cây. Rồi, số 9 luôn. Đi đi. Cao 65. 65. Rồi, quanh luôn. Đi 15 hoành, 16 hoành anh. Rồi, hoành khoảng 15 đến 16 ha. Rồi, giao luôn như đây anh. 400 ngàn anh. Rồi, 400. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Số 10. Rồi, số 10 quý vị. 50. Rồi. Rồi, vô hoành luôn. Thằng nó phá nè. 18 hoành anh. Rồi, xây xây luôn. Rồi, để đây quý vị.
Rồi, vô luôn nhiêu đen? 600 ngàn anh. 600, rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. 11, cao luôn. 60 anh. Rồi. Hoành luôn anh. Hoành 23 anh. 23 hoành. Rồi, để đây quý vị. Rồi, giao luôn nhiêu đây? 1.2 anh. 1.2, rồi. Xuống cây. Sao hả? Rồi, mã số 12. 50 anh. Rồi, 50. Rồi, hoành luôn anh. Vô luôn. Hoành 18 anh. Rồi, xe xe. Rồi, giao luôn nhiêu đây anh? 600 anh. 600. Rồi, xuống cây. Số 12, tiếp tục là 13. Rồi, 13, cao. Cao 60. Rồi, 60 cao. Rồi, vô hoành luôn anh. Hoành 22 anh, 21. 21 ha. Rồi, để đây quý vị. Đây cũng đều ha. Rồi, vô luôn nhiêu đây anh? 700 anh. Rồi, 700 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Số tiếp theo. 14. Ê. Rồi, cao luôn. Cao 90. Rồi, 90 cao. Chim là chị em cá lịch sự đó. Rồi, hoành luôn anh. Để cao quá. 22 anh. Để đây quý vị. Để nhìn cũng viên đế quá nè. Rồi, giao luôn nhiêu đây anh? 1.2 anh. Rồi, 1.2. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 15. 60. Rồi, cao 60. Rồi, hoành luôn anh. Hoành 25 anh. Rồi, xây xây luôn. Rồi, giao luôn nhiêu đây anh? 1.3 anh. Rồi, 1.3. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 16. Cao 95 anh. 95 cao. Rồi, hoành luôn anh. 27 anh. 27 hoành. Để cũ đặt luôn. Rồi, giao luôn nhiêu đây anh? 1.4 nha anh. 1.4. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Mã số 17. Chiều cao em nó. 75. 75. Rồi, hoành luôn anh. 24 hoành. Rồi, 24. Xuống đế luôn quý vị. Để đây. Đó. Cũng đẹp đấy ha. Giá luôn nhiêu đây anh? 1.2 anh. 1.2. Rồi, xuống cây. 18. Cao luôn. 75. 75. Rồi, hoành luôn anh. Hoành 20 anh. 20. Cụ đế đẹp. Đó, đây cũng đặt nè. Rồi, giao luôn nhiêu đây anh? 700 ngàn anh. 700 quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, lên 19 luôn. 19. Ghê hả lòng. 60. Rồi, cao 60. Rồi, hoành luôn anh. Hoành 23 anh. 23 hoành. Rồi, đấy. Đều luôn, cũng đẹp luôn. Cho luôn nhiêu đây anh? 1.3 anh. 1.3. Rồi, xuống cây. Số 19 nha. Rồi, mã số 20. Được. 45 anh. Rồi, dài 45. Rồi, vô hoành luôn anh trai. 20 anh. Rồi, xe xe. Để đây. Đó. Rồi, giao luôn nhiêu đây anh? 800 anh. 800. Rồi, xuống cây luôn. Số 21. Chim. Chiều cao em nó. 75. Rồi, 75. Đó. Tại cạnh cũng khá quá nè ha. Rồi, hoành luôn anh. Hoành 23 anh. 23 hoành. Tại cạnh đóng rất là đặc ha. Rồi, để đây quý vị.
Rồi, giao lưu như đan 800 anh. 800. Rồi, xuống cây. Số tiếp theo là 22. 52. Cao luôn. Cao 75 anh. Rồi, xe xay luôn anh. Tại cành ha, cũng khá luôn ha. Rồi, quanh luôn anh. Quanh 24 anh. Rồi, 24. Để xe đều luôn. Rồi, giao lưu như đan. Giá 1 triệu rưỡi anh. Rồi, 1 triệu rưỡi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi ha. Rồi, trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì cứ mạnh dạn alo anh cơ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau.